Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục trải nghiệm game ở gamehub.vn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi một tựa game kinh dị có tên gọi là Darkest Light Survivor. Game này thì như các bạn có thể thấy là chỉ có mỗi hai màu đen trắng, đồ họa 2D thì cũng khá là đơn giản, tuy nhiên thì cũng rất là sợ hãi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi tựa game này luôn nhé. Đây, game này thì kể về một cậu bé là cậu ấy rất là sợ sấm sét và cậu ấy đang trên đường trở về nhà và gặp phải rất là nhiều quái vật và các bạn sẽ phải giúp cho cậu bé này có thể trở về nhà an toàn. Đây, cậu bé sẽ được chiếu sáng bằng duy nhất một bóng đèn ở phía trên và các bạn sẽ phải chặn về hai phía của màn hình để mà tiêu diệt lũ quái vật đang tiến về phía cậu bé. Hồi đầu mình chơi thì mình thấy game này kiểu làm sao mà nhạt nhẽo đấy, chỉ có bộ bấm hai bên trái phải này thôi á. Nhưng mà thực ra thì chơi thì mới biết là các bạn làm thế nào mà phải căn thật là chuẩn để mà giết được thật là nhiều bọn quái vật này. Nhưng mà kích hoạt cái sấm sét này ít thôi. Các bạn phải để ý là phía trên đầu ấy có một cái thanh là thanh kiểu đo cái sự lo âu của cậu bé này. Nếu mà cái thanh này full ở cái ô đầu tiên như kiểu cái bàn một này thì các bạn sẽ game over ngay lập tức. Cho nên các bạn phải làm sao để kích hoạt thật là nhiều, giết được nhiều quái vật, tuy nhiên là cái thanh này không được phép full. Đấy, không được phép đầy. Đấy, game này thì gameplay cũng khá là đơn giản, tuy nhiên thì về cốt truyện thì cũng mới lạ này, đồ họa thì cũng trông cũng khá là đẹp mắt. Đây, vừa rồi thì mình đã qua được cái bàn đầu tiên, ải đầu tiên. Đấy, như các bạn có thể thấy, ui dồi ôi, nhìn cô bé này trông phát khiếp lên được ấy. Đấy, game này thì thực ra là xếp vào thể loại kinh dị ý, nhưng mà chắc là những bạn nào mà kiểu thích kinh dị thì thấy game này cũng chỉ thuộc loại trẻ con tầm thường thôi. Nhưng mà như mình là mình kiểu sợ mấy cái game kinh dị lắm, cho nên là mình vẫn xếp game này về thuộc loại cũng khá là đáng sợ. Đây, như các bạn có thể thấy, nhiều lúc bác kiểu cuống quá nhìn bên phải nhưng mà lại bấm bên trái. Ủa sao nó cứ xuất hiện mãi phía bên phải vậy? Kiểu chơi hết một bàn ý thì các bạn sẽ kiểu như tăng thêm được đây, các bạn sẽ khám phá thêm được cốt truyện này. Đấy, cậu bé này đang bị ngã này, xong rồi ra được cái đường như đường cao tốc của này. Đấy, xong tiếp tục chơi tiếp. Đấy, xong rồi các bạn sẽ sang được bàn mới. Các bạn sẽ nhìn thấy là như ví dụ như là sang đến cái bàn mới này thì sẽ có được bổ sung thêm kẹo này để làm giảm cái thanh lo âu này, hay là bổ sung thêm túi giấy để mà đưa cái thanh này về con số 0, coi như là xóa hết. Rồi tiếp tục sang đến bàn tiếp theo. Đây, các bạn sẽ phải khá là cẩn thận làm thế nào để cái thanh này không được đầy nhé. Đây, bây giờ mình sẽ sử dụng cái viên kẹo này. Ôi, xin lỗi, sử dụng phí quá. Giảm được có mỗi một tí. Đấy, vừa rồi thì mình đã giới thiệu qua một số điểm về tựa game Darkest Light Survivor. Ở game này thì đã có trên hệ điều hành Android, một tựa game thuộc thể loại khá là kinh dị. Như các bạn có thể thấy thì game có đồ họa 2D đơn giản này, chỉ có mỗi hai màu đen trắng thôi. Xong rồi các bạn sẽ phải bảo vệ chú bé này để đưa chú ý về nhà. Nói chung là game là một game cũng có cốt truyện và nội dung cũng khá là dài. Hy vọng là các bạn sẽ chinh phục được tựa game này. Đừng quên đồng hành với chúng mình trong những số trải nghiệm game tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.